không cắt hết nhé, mình phải trải tiếp. Ba lần cũng được. Càng cắt ít lần càng chuẩn, càng cắt nhiều lần càng chuẩn. Chia đôi cái điểm chuẩn vừa cắt ra. Tóc ở hướng nào mình dừng hướng đấy nhá. Lúc nãy ở đấy đúng không? Tôi dừng thẳng. Bây giờ tóc ở chỗ này tôi sẽ dừng hướng chéo này. Cái nào gọi là cắt tròn? Cắt tròn là gì? Là tóc mình chạy tròn theo. Còn cắt vuông là khác. Cắt vuông thì hai bên này dừng ngang ra, đằng sau thì dừng tắt thẳng ra thành một cái hộp này. Được chưa? Chỗ này thì này, nó tạo thành một cái hình vuông. Nhưng mà đây tôi cắt tròn là gì đây? Tròn này. Tròn hết. Thì dừng được chưa? Giật tần là mình giật tần tròn này. Góc bao nhiêu đi Tú? Ta biết tin người. Giật tầng chín người đừng cắt như thế nào này. Đừng cắt vùng góc. Đúng không? Vùng góc bằng tóc rồi. Này góc vuông hai bên. Đúng. Đúng.
nghĩ là tôi này ai cũng làm được chữa đấy. Quy định là làm 7 đầu đấy. Còn lại mấy đầu? Nó chỉ uống không thôi. Khi hôm qua tôi đấy, tôi mới nói là anh làm đấy không được đâu. Thế nó đen, nó nghỉ, thằng nào tức nó nghỉ nó phải. Đó, làm gái thôi. Thì nó còn vừa. Đây là con không có tem ở chỗ này. Nhưng mà dưới đầu nó không có tem. Đây của tôi này. Tương đương quần cho chuẩn của con tem nha. Sao hai con nghĩ làm cái gì? Thì là làm cái gì em ơi? Tóc hơi yếu, muốn đẹp thì vẫn phải ngồi. Không có ra thì đó chẳng có gì. Hôm nay phân làm sẵn. Tôi đào phát với thầy. Sau một tuần nữa. Cắm răng, cắm răng. Vớ thì vân đó. Tôi biết là cái tí thuốc này mà nó đáng gì. Tôi chỉ biết là làm được khách là bao tiền không. Đây là mình nhà mình trồng được thì... Nhà mình nhà làm ra. Nhà không có gì ngoài điều kiện. Nhà mình trồng thuốc em lên rồi khách sẽ con cháu vài không? Triệu. Vậy phục hồi bằng tiền đấy không thầy? Phục hồi của lớp bằng tiền đấy. Phục hồi gì? Phục hồi tóc rồi. Có loại đấy. Có loại gì? Tôi vô vùng veo như bình thường, nó cũng còn nó bình thường mà có hàng một tép bao nhiêu ấy? 18.000 Bây giờ nó tiền nhưng mà chị em mình mua một phục hồi tóc. Bao nhiêu này? Đấy, rồi phục hồi rồi, phục hồi là tiền. Tiền phát thanh, ngoại trường nó phải 1 triệu. Thế này, các bạn lấy. Ngoại trường nó phải đến 1 triệu. Triệu này mua một tép bao nhiêu? 1 triệu thôi. Còn 1 triệu, 3 triệu, 6 triệu cũng có. Bình thường thôi, em với chị em chung tiền thì không được nói. Mấy ngày em không dạy ra thì nhà chẳng đi ngoài điều kiện thì một loại 1 năm lấy 6 triệu về nhà. Không. Thế thì phải biến đổi tiền lên đầu. Thế thì em sẽ đi đắp tiền lên đầu. Và bên Thái em đi cho tiền lên đầu hơn. Nhưng mà cái đắp nó không người đó. Không phải đủ người thôi mọi người. Cái này là đỏ. Làm thì em một lắp lấy về làm. Không. 6 củ. Tóc khỏe bình thường luôn. Tập cái kiểu gì? Mà tiền đâu mà mua 6 củ. Ăn luôn không có mà.
Thế mà thế là một hộp thu hồi được bao nhiêu đầu chạy? Rất nhiều đầu. Rất nhiều đầu. Chưa biết. Thế thì Yến à? Chạc của Nam Lách á, tóc của hai người quẩy luôn. Vài triệu rồi, thế thì khách đồng các bác kia ăn nhà tháng. Ôi, đừng có ăn năm lần đi mày chơi rồi? Chỉ được 2 người thôi. Không, 2 người là được nhiều người mà. À, em nói lần trước thầy bảo với em là được 8 người, đúng không thầy? Tám lần. Tóc anh chào chọc xong nó lên lại cứ đẹp, đỡ mắt ba chị. 8 lần. Đấy, chú dê đi em, ngồi không? 8 lần, chia ra 6 triệu chia ra. Anh làm gì cũng nghe. 8 lần không? Linh đâu, cho xin tờ đấy. 8 rồi, 8 lần. Thì chia ra mỗi người có mấy trăm cả tiền ha. Quý đấy chả là giúp nhiều bấy. À rồi người ta đang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em tự tao anh mượn tờ đẹp rồi. Cân cân hào. Nành ơi, có mạnh thế này, nhà Yến này. Đấy rồi, mình với chị Yến thì mua cái loại nó tầm gần 1 triệu rồi là dùng là đấy rồi. Cô chị Tài nó hơn 1.000. Chị Yến này, là bao nhiêu tiền hả để em chị Yến chị? 500. Yến có đâu? Có đâu? Thầy muốn người tài cho mình 900 là 700. Mua đi em. Muốn trước khi chị ra bỏ cái thùng. Mua lẻ, nó làm gì có đâu. Nó bán đẹp rồi này. Làm gì nó bán lẻ cho mọi người. Nhà thầy mua. Nhưng em mua đâu? Mua quán thôi, cái tóc phải. Không có. Mà mua nhờ bán tóc thì. Thế tóc em bây giờ không là làm lại sắc tốt tự nhiên thì làm thế nào? Chẳng. Qua em xem nó bảo là bỏ mít tím đi nước vào mắt mềm hóa là chắc nó vẫn là thế anh thử đi anh thử luôn đi không về em thử đi ra sao anh cứ nhìn mẹ mình cười đi cứ nhìn mày là quay quay đấy là quay quay đi thôi thế em với chị Yến một thuốc Thank you.
đấy.